Mấy bạn đi ăn món độc lạ mấy thôi với tôi không? Rồi lên xe tôi dẫn mấy bạn đi nè. Chạy trên đường quốc lộ 60 hướng từ cầu Rạch Miễu đến siêu thị Go. Rồi tới cái khúc này chậm chậm nha. Đó, các bạn thấy cái bảng gì không? Đây nè, bún cá mòi. Bữa hổm chạy ngang là tôi thấy nó lạ lạ rồi, nay tấp vô ăn thử. Tiệm này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài bán bún cá mòi còn có bán phở. Một tô bún cá mòi bình thường là 25.000, tô của tôi thì là tô đặc biệt sẽ là 35.000. Nhìn vô cái tô là thấy quá trời topping rồi, để từ từ tôi điểm sơ qua. Ăn kèm bún cá mòi sẽ là mắm tôm đã được xào qua chung với tỏi phi. Chưa gì mà đã nghe mùi tỏi với mùi mắm thơm lừng rồi. Một tô bún cá mòi đầy đủ như tôi là sẽ có tôm nè, mực, ốc, chả cá, huyết, đậu hũ và đương nhiên là không thể thiếu cá mòi. Rau ăn kèm sẽ là rau muống và giá. Nhìn chung tổng quan thì tôi cảm thấy nó giống như là bún riêu. Cái vị nó thơm thơm, màu nước nó cũng hơi đỏ đỏ. Nhưng mà mùi thơm chính của tô này sẽ là mùi cá mòi. Nói chung là nêm nếm vừa ăn. Và đây cũng là một trải nghiệm mới dành cho các bạn thích khám phá. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.